Các em hãy kể tên một số loại chất đốt mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Một số loại chất đốt mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày đó là củi gỗ, tre, nứa, rơm, rạ, ga, dầu và than. Chất đốt được chia thành mấy loại? Đó là những loại nào? Các em hãy trả lời giúp cô câu hỏi này nhé. Chất đốt được chia thành 3 loại, đó là thể rắn, thể lỏng và thể khí. Ở thể rắn chúng ta có những chất đốt như là củi, tre, nứa, rác, rơm rạ, than đá. Ở thể lỏng chúng ta có chất đốt là dầu hỏa. Ở thể khí chúng ta có chất đốt là ga. Các em hãy quan sát hình ảnh than đá. Than đá được sử dụng vào những việc gì? Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu? Ngoài than đá, em còn biết tên loại than nào khác? Than đá là loại chất đốt ở thể rắn. Chúng được khai thác chủ yếu ở các mỏ than thuộc tỉnh Quảng Ninh. Than đá được sử dụng để đun nấu, sưởi ấm, sấy khô, chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện và một số loại động cơ. Ngoài than đá, chúng ta còn có than bùn, than củi, than tổ ong. Mời các em đọc thông tin trang 87 sách giáo khoa, quan sát hình số 6 và trả lời các câu hỏi sau đây. Dầu mỏ có ở đâu? Người ta khai thác dầu mỏ như thế nào? Những chất nào có thể lấy ra từ dầu mỏ? Xăng dầu được sử dụng vào những việc gì? Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác ở đâu? Dầu mỏ có sẵn trong tự nhiên và nằm sâu trong lòng đất. Người ta khai thác dầu mỏ bằng cách dựng các tháp khoan ở nơi có chứa dầu mỏ. Dầu mỏ được lấy lên theo các lỗ khoan của giếng dầu. Những chất có thể lấy ra từ dầu mỏ là xăng, dầu hỏa, dầu diesel, dầu nhờn, nước hoa, tơ sợi nhân tạo, nhiều loại chất dẻo khác. Xăng dầu được sử dụng vào việc chạy động cơ, máy móc, chất đốt. Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác ở Biển Đông, đặc biệt là vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Các em tiếp tục đọc thông tin trang 88 sách giáo khoa, quan sát hình số 7, số 8 để trả lời các câu hỏi dưới đây. Có những loại khí đốt nào? Khí đốt tự nhiên được lấy từ đâu? Người ta làm thế nào để tạo ra khí sinh học? Có hai loại khí đốt, đó là khí đốt tự nhiên và khí đốt sinh học. Khí đốt tự nhiên có sẵn trong tự nhiên, con người khai thác được từ các mỏ. Để tạo ra khí sinh học, người ta ủ chất thải, phân gia súc, mùn rác trong các bể chứa. Các chất trên phân hủy sẽ tạo ra khí sinh học. Mời các em tiếp tục đọc thông tin trang 89 sách giáo khoa và trả lời hai câu hỏi sau đây. Vì sao các chất đốt khi cháy có thể ảnh hưởng đến môi trường? Cô mời các em cùng suy nghĩ. Tất cả các chất đốt khi cháy đều sinh ra khí carbonic cùng nhiều loại khí và chất độc khác, làm ô nhiễm không khí, có hại cho người, động vật, thực vật, làm han rỉ các đồ dùng, máy móc bằng kim loại. Câu hỏi số 2. Con người còn có những biện pháp nào để tránh ô nhiễm môi trường khi dùng các chất đốt đó?
chúng ta cần có những ống khói để dẫn các chất khí và các chất độc lên cao, hoặc có các biện pháp để làm sạch, khử độc các chất thải trong khói nhà máy. Vậy chất đốt tồn tại ở những thể nào? Chúng được sử dụng vào những việc gì? Và cần sử dụng chúng ra sao? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ nhé! À, các em thấy đó, chất đốt được phân làm 3 loại: thể rắn, thể lỏng và thể khí. Chất đốt khi bị đốt cháy sẽ cung cấp năng lượng để đun nóng, thắp sáng, chạy máy, sản xuất ra điện. Chúng ta cần tránh lãng phí và phải đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt. Đây chính là nội dung phần ghi nhớ. Các em về nhà nhớ xem lại bài nhé. Cô thân ái chào tạm biệt các em.